Hi, xin chào các bạn. Các bạn ơi, mực là loại hải sản rất giàu dinh dưỡng. Mực có thể chế biến thành nhiều món ăn ngon, hấp dẫn với các nguyên liệu đơn giản, dễ mua, lại rất bổ dưỡng cho sức khỏe. Hôm nay mình sẽ làm món mực xào thập cẩm. Mình chuẩn bị là nửa ký mực nè. Mực này thì mình mua những con mực tươi thì mình xào, mình ăn nó sẽ giòn ngọt. Chút xíu nữa mình sẽ rửa mực và làm mực sạch nha các bạn. Nguyên liệu tiếp theo để mình làm món mực xào thập cẩm đó là mình chuẩn bị một củ hành tây, một trái ớt, một ít tép tỏi, hai quả cà chua, ba trái dưa leo và những gia vị thông thường như đường, tương ớt, tiêu xay, bột ngọt, nước mắm. Đó là những nguyên liệu để mình làm món mực xào thập cẩm nha các bạn. Và bây giờ mình sẽ bắt tay vào làm và chia sẻ cách làm nhé. Đầu tiên là mực nè. Thì mình sẽ cắt cái chỗ rau mực nè để mình lấy cái phần răng mực nè. Răng mực nó ở trong đây nè. Mình cắt, mình lấy bỏ cái phần răng mực đi. Cái phần này nó cứng, ăn không có được nha các bạn. Tiếp theo thì mình cắt phần bụng mực nè. Là mình bỏ cái phần ruột bên trong này đi ha các bạn. Mực làm như thế này sau đó mình sẽ đem đi rửa sạch nha các bạn. Mực sau khi mà làm sạch, rửa sạch rồi ha các bạn, thì mình sẽ cắt mực ra thành những cái miếng vừa ăn ha các bạn. Cắt mực ra thành những cái miếng vừa ăn như thế này. Rồi bây giờ là hành tây nè các bạn. Mình sẽ cắt hành tây sau khi bổ ra rồi thì mình tiếp tục là bổ muối cao nha các bạn. Mình cắt bỏ phần đầu của cái củ hành đi nè. Tiếp theo là mình tách các củ hành này ra nha các bạn. Tiếp theo là cà chua mình cũng cắt múi cao luôn nha các bạn. Tiếp theo là dưa leo, mình sẽ bỏ hai đầu của trái dưa leo đi nè. Rồi mình chẻ đôi trái dưa leo ra. Sau đó mình sẽ cắt chéo những dưa leo này các bạn. Tiếp theo là tỏi các bạn, thì mình sẽ đập dập. Mình đập dập ra như vậy là được nha các bạn. Tiếp theo là ớt. Ớt thì mình sẽ cắt, cắt xéo như thế này các bạn. Mình có chuẩn bị một ít hành lá nữa nha các bạn. Hành lá thì mình sẽ cắt khúc. Bây giờ mình chuẩn bị một nồi nước sôi nè các bạn. Mình cho vào đây một ít muối. Tiếp theo nữa là mình cho vào đây một ít rượu trắng đó các bạn. Rượu trắng thì chút nữa mình trụng mực đó. Nó làm cho mực của mình nó không còn bị tanh nữa. Nó khử mùi tanh của mực đó các bạn. Bây giờ mình để cái nồi nước nó thật là sôi lên như thế này. Mình cho mực vào. Cách làm này là để cho mực của mình nó giữ được độ giòn của mực đó các bạn. Mình trụng qua cho mực nó chín luôn nha các bạn.
mình trụng đến khi mà mình thấy là râu mực nó quanh lại như thế này nè, và con mực nó đỏ lên như thế này là mực của mình nó đã chín rồi nha các bạn. Và mình chuẩn bị là cái tô nước đá nè, mình sẽ vớt mực mình cho vào cái tô nước đá này để mực của mình nó giữ được độ giòn của con mực đó các bạn. Mình tắt bếp luôn ha, và mình vớt mực ra. Giờ mình chuẩn bị một cái chảo và mình cho vào đây một ít dầu ăn. Dầu ăn nóng lên thì mình sẽ cho chỗ tỏi nè, mình vào mình phi nha các bạn. Khi tỏi nó vàng thơm thì mình sẽ cho mực vào để mình xào. Và bây giờ mình nêm nếm luôn nha các bạn. Mình sẽ cho vào đây là một muỗng canh nước mắm. Một phần hai muỗng canh đường. 1/2 muỗng cà phê bột ngọt. Và bây giờ mình đảo đều lên nha các bạn. Tiếp theo là cà chua, mình cho hết vào đây nha các bạn để mình xào. Và bây giờ mình cho vào đây là hành tây nè. Dưa leo nè, mình thái nhỏ mình cũng cho hết vào đây rồi. Và bây giờ mình đảo đều lên cho dưa leo, hành tây, cà chua chiết luôn ha các bạn. Mình đảo đều lên cho rau củ thấm gia vị luôn đó. Và bây giờ mình mở lửa lớn cho các bạn. Mình xào ở lửa lớn luôn. Và bây giờ mình cho vào chảo mực xào này một muỗng canh tương ớt nè. Mình trộn đều lên. Bây giờ là các bạn nêm nếm cho vừa ăn là được rồi nha các bạn. Tùy theo khẩu vị của bạn, mình nêm nếm cho vừa ăn ngay bây giờ luôn. Mình nêm như lúc nãy là vừa ăn rồi đó các bạn. Tiếp theo hành lá nè, mình cho hết vào đây. Ớt lúc nãy cắt nhỏ nè, mình cho hết vào đây nha các bạn. Rồi bây giờ mình trộn đều lên. Mình trộn đều lên như thế này là dưa leo, hành tây và cà chua, mực đều đã chín hết rồi đó các bạn. Và mà món mực xào của mình là mình thấy là vừa ăn rồi đó. Và bây giờ mình rắc lên một ít tiêu xay và mình tắt bếp là được nha các bạn. Rồi bây giờ mình tắt bếp luôn. Rồi mình sẽ đảo lên cho tiêu nó trộn đều với mực xào nè, rau củ nè. Rất nhanh chóng để có món mực xào nha các bạn. Bây giờ mình sẽ múc mực xào ra đĩa thưởng thức nóng cùng với cơm nóng nha các bạn. Thơm quá trình thơm luôn. Và quá trình hấp dẫn này. Nhìn là muốn ăn luôn rồi đó các bạn. Thèm dữ lắm rồi nè. Mình đã hoàn thành xong món mực xào thập cẩm rồi nè các bạn. Món này rất là giàu dinh dưỡng. Rất đơn giản, rất dễ làm và lại rất là tốt và bổ dưỡng. Tốt cho sức khỏe đó các bạn. Do đó các bạn có thể làm món mực xào thập cẩm như thế này để cho bữa cơm gia đình của mình thêm dinh dưỡng, hoặc là các bạn có thể làm để đãi khách trong những bữa tiệc đó. Món mực xào thập cẩm vừa dễ làm, dễ ăn, lại ăn rất là ngon, bổ dưỡng như vậy,
rất là nhiều người thích nha các bạn. Món ăn thật hấp dẫn bởi màu sắc của các loại rau củ, tôm, mực. Món ăn vừa lại hấp dẫn bởi độ giòn, ngọt của mực và sự ngọt, thơm của rau củ nữa. Sự hấp dẫn của rau củ đã tạo lên một món ăn thật là tuyệt vời đó các bạn. Không mất nhiều thời gian để có một món ăn thật hấp dẫn và ngon như thế này để cho gia đình và bạn bè của mình cùng thưởng thức. Chúc những người bạn của tôi luôn thành công. Các bạn nhấn đăng ký và chia sẻ video để ủng hộ mình nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo.